Hello mọi người. Cà đây. Hello mọi người. Cà đây. Hả? Ê á, đây tình hình là hôm nay tôi với lại cái đội ngũ báo của làng Kỳ Cục, gồm có thành viên của team Kỳ Cục là Bông, cùng với ba bạn trong làng là bạn Thỏ, bạn Binh Heo với lại bạn Kirito, sẽ đi review nhà người lạ. Mà lúc mà tôi mới vừa bật video lên, tôi thấy cái nhà bạn này vừa mới mở ra nè. Ê mấy đứa, nè cái lúc mà anh mới vừa bấm quay á là anh thấy cái bạn này mới vừa mở online mở nhà lên xong rồi nó xét vét xe chạy đâu mất tiêu rồi. Bây giờ mình vô đây mình báo đi. Vô đây mình báo cái tí nữa là các bạn nó về nhà và nó thấy tự nhiên có một đàn báo ở nhà. Chơi không chơi? Vô. Tại vì lúc anh bấm quay là anh vừa thấy cái bạn đó vừa xuất hiện luôn á. Áo tao tí. Dứt. Nên 14 tháng 2 ngày Valentine. Mr Bean này sinh ngày 14 tháng 2 hả? Valentine. Wow. Rồi, coi bạn nó có quá trời trứng luôn. Bạn nó có quá trời trứng luôn. Đây. Wow. Trứng quá trời luôn, nhưng mà bạn nó chưa nở, chưa cho trứng nở. Đang chăm hay sao á? Đây, nguyên vàng Panama, nguyên vàng hoàng tử vô các thứ luôn nè. Wow, the format tôi đó chính là một con dragon blue. Đâu? Quầy. Ủa rồng có nhiều loại rồng hả? Đúng rồi. Nói anh, rồng thần bí với rồng xanh đến từ suối. Ừ, đúng rồi anh có. Thôi, blue dragon với lại nói chung là gì? Blue dragon. Với lại gì? Blue dragon. Wow. Đây, có con cá mập băng nè. Quầy. Ui, có cái con này nữa hả? Con này con gì? Con cá voi. Tôi không phải dân câu cá. Do tôi không phải dân câu cá cho nên tôi chả biết. Nhưng mà sao trên lưng nó lại có cái nhà? Thì nguyên cái lưng nó hình như là nguyên cái địa hình tuyết luôn á. Uầy, con này con gì đây? Giống như con quái vật gì với biển vậy? Xịn gì? Uầy, nhà bạn này dân câu cá. Bạn này là dân câu cá. Uầy, tôi nghi bạn này kiểu dân... Quả là xịn. Dân câu cá, dân bắt côn trùng, dân đập đá, thứ đồ. Đúng rồi. Đây, anh cao nhìn cao hôn nhau đây nè. Cái gì? Con cá chị không cao hôn nhau đâu. Đâu? Nè. Ở đâu ạ? Nè nè, con cá không quay nè. Ơ, ảo thật ý. Đây mọi người ạ. Những này mà kêu là anh cá chị mới cao hôn nhau à. Hai cặp luôn hả? Đúng rồi. Mà cá hồng này là cái gì? Con cá hồng này là cái gì? Con cá hôn môi anh ạ. Con cá hôn môi ý là lúc mà bắt về là nó vậy luôn hay sao? Khủng long nè. Nó dính liền. Đúng rồi, nó dính liền, nó hôn nhau. Uầy, nhà bạn này là dân câu cá, dân bắt bọ, cá mini nè. Ôi giời ơi, nguyên một giường cá mini luôn. Nguyên một bức tường toàn là cá mini không. Một bức tường toàn là cá heo với lại cá mập đồ búa, rồi búa lưu xua cá. Rồi một bức tường này thì lại toàn là bọ không à. Ôi giời ơi. Bạn này dân câu cá nhưng mà không có cá nhà tán mini thì cũng là nhà. Bạn này tên là Mr. Bean 1402. Mọi người có thể vô nhà của bạn này tham khảo coi để mà lấy động lực để mà cày cuốc nha. Tôi do tôi không có động lực cày cuốc mấy cái này đâu. Tôi không phải dân cày. Các bạn nào hay hụt côn trùng hay đứt dây nhiều quá vô đây lấy vé nha mọi người. Ừ hợp lý á. Bạn nào mà hay hụt côn trùng hay đứt dây thì vô đây lấy vé. Vô đây suốt ngày vô đây hít hơi hít không khí trong này nè. Không khí trong này nó không có trong lành, nó toàn là mùi tanh với lại mùi côn trùng. Nhưng mà ít nhất thì cá biển thì lại chẳng tanh. Cá biển có tanh không? Có khi nào một hồi cái video này bị dislike bởi mấy bạn vừa mới đứt dây không ta? Mấy ông bà mới đứt dây vô đây nhớ bấm like, đừng bấm dislike nha. Tôi chỉ nói vậy thôi chứ còn tôi chỉ cho mọi người cái cách để mà mọi người lấy vía. Cách vô đây hít cái mùi tanh trong cái mùi này nè. Trong cái nhà nè, một nhà này là mùi tanh rình luôn á. Mùi tanh là mùi bọ nè. Chui ra đây tí là mùi đá nè. xa ra đây tí có hai anh khủng long, nghe mùi hôi nè, nghe mùi hôi của hai anh khủng long này. Chân ở đây chắc cũng lâu lắm rồi, cái này chắc khủng long hóa thạch rồi. Cái gì? Có bờ sẵn rồi nè, biết cảm được chưa? Thôi em ạ. Thôi, đừng mấy đứa. Mình văn minh lên, mình đi review, mình chỉ coi thôi, mình không được đụng phá cái gì hết. Chờ tí anh tắt quay đi, muốn làm gì làm. Đừng có làm gì hết. Anh đã nói biết bao nhiêu lần, anh dạy mấy đứa biết bao nhiêu lần rồi. Không nên làm những cái điều đó. Hiểu không? Đó là những cái việc xấu, cất vô cho người ta đi. Cất vô. Thông minh có hạn và thủ đoạn vô biên, vô hèn. Ừ. Cất vô. Đi, đừng có mua hàng cái bệnh nữa thỏ. Tí nữa anh tắt quay đi rồi muốn làm gì làm nhé. Ok anh, rồi mấy con này là mấy con gì? Mấy con tím tím là mấy con gì? Đâu anh?
Con này hình như là ếch cầu vồng mà. Có ai có nhà xịn được như nhà bạn này không? Chứ tôi thấy hình như là trong làng tôi cũng chả có ai có được cái nhà giống gì đâu. Vô nhìn con nhà 700 kim cương bình thường đúng không? Tưởng đâu nó phèn. Cái nhà giếp gồ quá. Đâu mấy đứa vô đây đứng anh chụp tấm hình làm thumbnail nè. Ơ uầy, bạn này tôi nghi bạn này không phải là dân cày bình thường đâu mọi người ạ. Tôi nghi lắm. Đó là Phương ơi. Alo, chắc chị, dân chắc chị. Không, tôi nghĩ là chắc chắn nó phải có cái gì đó, cái uẩn khúc gì ở đây. Sự kiện nào cũng được, giải nào cũng có, cái gì cũng có. Riêng về những cái mà cày cái gì cũng có, mà để mà cày được cái cơ đồ như gì thì tôi nghĩ là chỉ có phải cày lâu lắm anh, chắc là phải về dữ lắm. Cày hả? Anh nghĩ là cũng cày đó, nhưng mà ý là chỉ ngồi nhìn nó cày thôi chứ cũng không cày đâu. Nên bạn này có gì để lại bình luận bên dưới, tôi không nói thẳng ra nha, tôi không nói thẳng ra nha. Nhưng mà bạn này có gì để lại bên dưới thử coi đúng không nha. Tôi đoán đúng không nha. Yên tâm đi, không sao đâu. Không bay ạt đâu. Cất vô đi, anh đã nói biết bao nhiêu lần rồi, cất vô cho người ta. Để tí nữa anh tắt cũng không làm gì làm. Con nói con mình, con nói bình thường mà, trong này quá trời, anh cũng có quá trời. Cần gì, con nói có gì đâu mà phải đi ăn cắp, anh chở mấy đứa. Tí nữa anh dắt xuống cống câu. Nhiều mà. Uầy, sao cái hầm, cái hộp này bạn đó nhét lần được 3 con ếch vô, nhìn nó hài vãi chưởng à. Ôi giời ơi, ta còn có gì là, ta còn có gì là. Đâu? Goliath. Cái đó còn Goliath. Godzilla nữa chứ, Godzilla mà coi kinh công nhiều quá nhiễm rồi. Ủa con cá heo hồng bên này sao đẹp quá vậy? Cái khoảng cửa sổ là cá voi sát thủ, cá voi sát thủ. Cái do sát thủ á. Tôi giống như là thanh niên lú trên rừng xuống, vô tình xuống dưới biển xong rồi thấy quá trời loại cá lạ không? Đối với tôi mấy con cá này đều lạ hết, trừ cá heo hồng này ra. Cái con này là cá heo hồng về sau cá do sát thủ hồng này. Xịn phết. Mấy con ếch này tôi biết nha, nhưng mà con ếch này có nhiều màu này thì tôi không biết nè. Ếch biển màu là ếch gì nè? Ếch cầu vồng á. Con này là Goliath chứ phải Godzilla nha. Không, tôi bớt bớt lại. Nhà bạn này không cần deco cái gì đó, nó quá màu mè, nó quá khủng đúng không? Không cần những cái đồ nội thất nó xịn sò. Nhưng mà vẫn toát lên được cái vẻ giàu đúng không? Vẫn toát lên được những cái mà người khác không có, người khác phải đi săn lùng. Thì bạn này trưng bày nhà cho mọi người vô nhìn thèm chơi, nhưng mà đừng có ăn trộm nha mấy đứa. Anh nhìn kỹ nè anh nhìn kỹ mấy cái vàng đá nè. Đang chân đá đẹp biết bao nhiêu, tự nhiên ở đây nồi ra cục đồng với cục sắt với cục vàng. Đâu? Ủa? Vô duyên người ta nhà người ta muốn chân gì chân chứ. Nhưng mà nhìn nó cũng sáng sáng nó đẹp mà. Ok. Đi tôi. Sao pin heo? Sao pin heo ơi? Con này sao sao hết non nè. Cái gì đấy? Con ếch. Ủa em hụt. Mấy đứa này lại bàn tính mua hàng kế bẩn gì, tính rình rình bắt ếch của người ta về sao á. Không được đâu nha, vậy biết bao nhiêu lần rồi nha. Thôi. Review được nhà bạn này rồi. Chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người nè. Để tắt quay nè, để rồi mình còn làm những cái mua đồ của mình. Nhanh, tập trung vô tắt quay nhanh lên chứ anh nhìn cái đống đồ này anh thèm nhỏ dãi nè. Các bạn ơi. Bye bye mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người trong buổi review lần sau, review nhà người lạ lần sau nha. Tôi tự nhiên bữa nay tôi vô tình tôi kiếm được căn nhà ngon quá. Thôi tụi tôi ở trong này nghỉ trưa một xí nha. Nghỉ trưa thôi chứ tụi tôi hứa tụi tôi không làm gì đâu. Bye bye mọi người, nhớ subscribe kênh ra sớm lên được 1 triệu sub nha. Bye bye mọi người. Ok, có cái gì kim cương cho người ta nhanh lên. Đập nhà nó, đúng rồi, tắt quay, đập nhà nó. Đối với người khác thì đây, chỉ là một căn nhà trưng đầy đá bình thường. Nhưng mà đối với em, đây là chỗ để em làm răng, ăn. Đúng, Đâu rồi, đập nhà nó. Đập nhà anh Cao sẽ nói rằng là anh đã dạy cách đây biết bao nhiêu lần rồi. Em không được ăn trộm ăn cắp, nhưng mà có thể anh Cao không biết. Em đâu có ăn cắp, em đi xin. Chủ nhà ơi, chủ nhà cho em xin cái gì không ạ? Anh quay lại hết rồi nha mấy đứa. Anh quay lại nãy giờ anh đang quay lại đó. Camera. Chứ nhà bạn này ai mà dám ăn cắp em, ba mẹ em dạy là không được ăn cắp là thói hư tật xấu nè.